Xin chào các cô, chú, anh chị và các bạn. Mở đầu video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một khách hàng bị hỏng toàn bộ răng hai hàm vì làm cầu răng sứ. Trên đây là một ca bệnh nhân khách hàng, tức là của chú Hà, năm nay 60 tuổi. Thì chú đã làm rất là nhiều cầu răng sứ ở cả hàm trên và hàm dưới. Trong vòng khoảng 5 năm nay thì chú không thể ăn nhai được. Và toàn bộ những chiếc răng hiện ở thời điểm hiện tại đã là lung lay, rồi viêm quanh răng, rồi tụt lợi, tiêu xương rất là nặng nề. Và hiện tại thì toàn bộ những cái răng của chú thì không thể ăn nhai được nữa. Chức năng thẩm mỹ thì vô cùng xấu, màu sắc răng thì bị ố vàng. Đồng thời những chiếc răng sứ hay là những chiếc răng thật ở bên phía trong thì cũng lúc này dữ dội. Với tình trạng của chú Hà như này thì diễn ra trong vòng đã 5 năm đây. Không những là không thể ăn nhai được mà chiếc răng của chú còn gây ra tình trạng đau nhức, mỏi khớp, rồi khó chịu, hôi miệng, rất là nhiều vấn đề kèm theo. Điều này đã ảnh hưởng rất là nhiều tới sức khỏe và cái khả năng sinh hoạt, giao tiếp, xã hội của chú. Điều này thì dẫn đến là chúng tôi sẽ phải có những cái chỉ định khôi phục lại những chiếc răng này của chú bằng phương án trồng răng implant. Khả năng rất là cao thì chúng ta sẽ phải sử dụng phương pháp trồng răng implant toàn hàm Orosic. Bệnh nhân này ban đầu chỉ mất một răng nhưng vì làm cầu răng sứ mà dẫn tới hỏng cả hàm. Và vì sao việc làm cầu răng sứ lại gây ra hậu quả nặng nề đến như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Trước kia khi phương pháp trồng răng implant còn chưa thực sự phổ biến tại Việt Nam thì làm cầu răng sứ là một lựa chọn hàng đầu của rất nhiều khách hàng khi mất răng, do chi phí rẻ, thời gian thực hiện nhanh chóng và giúp cho bệnh nhân có thể có chiếc răng sớm nhất để ăn nhai. Tuy nhiên, những hệ lụy mà cầu răng mang lại thì lại vô cùng khủng khiếp. Thứ nhất là cầu răng sứ có thể gây ra mất răng toàn hàm. Ban đầu thì khi chúng ta làm cầu răng sứ thì bác sĩ sẽ mài nhỏ hai răng bên cạnh để làm trụ đỡ. Chúng ta thấy rằng là có những kẽ giữa răng hai răng này với răng thật bên cạnh nữa là sẽ có tình trạng là rát thức ăn và dần dần gây ra tình trạng viêm quanh răng, tiêu lợi, tiêu xương. Và sau một thời gian, chiếc răng này của chúng ta sẽ bị lung lay dần, cuối cùng là hư hại nặng, sẽ phải nhổ bỏ. Từ một răng ban đầu mà chúng ta sẽ biến thành là mất thêm hai răng nữa, là mất ba răng. Lúc này nếu tiếp tục làm cầu răng sứ nữa thì là đã làm cầu răng sứ sai chỉ định. Khi mà cầu răng sứ tối đa mà chúng ta cho phép là cầu 3, lúc này chúng ta phải làm cầu tối thiểu là cầu 5, thậm chí là cầu 6. Từ răng sứ này chúng ta bắt buộc phải làm một cầu răng sứ từ cung này sang cung khác, hoặc từ lục phân này sang lục phân khác, tức là những nhóm răng khác nhau được liên kết lại với nhau. Điều này sẽ khiến cho những cái răng thật mà tiếp tục làm trụ cầu sẽ rất là nhanh bị hỏng. Khi mà nhịp cầu càng dài thì chúng ta phải mài răng thật càng nhiều để làm trụ đỡ. Và sau vài năm, những cầu răng sứ dày này sẽ lại bị hư hại và khách hàng sẽ mất thêm chi phí lần nữa để làm thêm những cái cầu răng dài hơn nữa. Và dần dần thì chúng ta sẽ làm những cái cầu toàn hàm. Điều này khiến cho những chiếc răng của chúng ta rất là nhanh chóng bị phá hủy. Nếu tiếp tục làm cầu răng sứ thì những càng cầu về sau, cái thời gian tồn tại sẽ ngắn hơn rất nhiều so với những cầu răng ban đầu. Thứ hai là cầu răng sứ làm tăng nguy cơ viêm lợi. Như bác sĩ vừa chia sẻ, cầu răng sứ sẽ gắn lên hai trụ răng, còn phần ở giữa sẽ bị khuyết hỏng. Ban đầu thì bệnh nhân có thể vẫn ăn uống bình thường, hiệu quả ăn nhai khoảng 70-80% so với răng thật. Nhưng sau đó thức ăn sẽ bị đọng lại ở phía dưới gầm cầu. Do ở vị trí này, lực ăn nhai không tác động vào vùng xương hàm bên dưới, dẫn tới xương hàm sau một thời gian sẽ bị tiêu, co ngót, lợi cũng sẽ tiêu và co ngót theo. Thức ăn dễ dàng bị đọng lại ở dưới gầm cầu, dễ gây ra tình trạng hôi miệng. Nếu những vị trí này không được vệ sinh đúng cách thì có thể là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Và rất nhiều bệnh nhân mà bác sĩ gặp là đến khám với trong tình trạng là sẽ bị sưng ở lợi ở vị trí dưới gầm cầu này. Cứ mỗi lần như vậy thì bệnh nhân sẽ phải điều trị một đợt kháng sinh và viêm đi viêm lại nhiều lần, dẫn tới là viêm quanh răng và dần dần là hai răng bên cạnh của chúng ta sẽ bị phá hủy. Nguyên nhân thứ ba khiến nhiều người rất hối hận khi làm cầu răng sứ mà lại không làm implant, đó chính là tốn kém chi phí mà hiệu quả thì lại không được lâu dài. Chi phí làm cầu răng sứ ban đầu có thể nói là bằng chi phí trồng răng implant. Tuy nhiên, một khi đã làm cầu răng sứ thì sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy về sau này với sức khỏe răng miệng, khiến cho các bệnh nhân tốn kém chi phí nhiều lần, công sức đi lại tới nha khoa để tái khám. Đặc biệt hơn nữa, nếu mà mất răng toàn hàm do cầu răng sứ thì chi phí trồng răng implant toàn hàm sẽ là vô cùng lớn. Giả sử với một bệnh nhân mất một răng thì chi phí ban đầu để chúng ta làm cầu răng thì sẽ là chi phí sẽ mất 3 chiếc răng sứ. Và riêng về chi phí này, 3 chiếc răng sứ này đã bằng một chiếc răng implant chất lượng tốt. Tuy nhiên, về chất lượng đi kèm thì làm cầu răng sứ đương nhiên chúng ta sẽ không thể bằng chúng ta làm implant được, khi mà chúng ta sẽ phải mài nhỏ hai răng bên cạnh. Đồng thời về hệ lụy về sau này, chúng ta sẽ tiếp tục mất những chiếc răng làm trụ cầu. Điều đó khiến cho cái chi phí mà sau này chúng ta sẽ phải chi trả sau mỗi lần làm lại cầu răng là sẽ tăng lên rất nhiều. Chưa kể các chi phí khác liên quan đến biến chứng do cầu răng gây ra, như là hôi miệng, hay là như là viêm lợi, hay là chúng ta sẽ phải uống thuốc kháng sinh sau khi mà chúng ta làm cầu răng sứ mà có thể gây ra tình trạng viêm quanh răng. Điều này thực sự là không tốt cho sức khỏe của chúng ta.
Ngược lại, khi mà chúng ta lựa chọn phương án chồng răng implant, khi mà chúng ta mất một răng, chúng ta chỉ mất chi phí một lần cho một trụ implant chọn gói cả răng sứ bên trên. Và chi phí như vậy là cũng bằng chi phí làm cầu răng. Điều này sẽ giúp cho chúng ta chỉ bỏ ra một lần chi phí mà có thể là chúng ta không cần phải xâm lấn vào những chiếc bên cạnh. Một chiếc răng implant rất là chắc chắn, đảm bảo hiệu quả ăn nhai lâu dài, bền vững, tránh gây ra tình trạng tiêu xương, viêm lợi trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên thì làm implant thì có nhược điểm lớn nhất, đó chính là thời gian điều trị. Đối với thời gian điều trị của implant, trung bình sẽ rơi vào khoảng từ 3 tháng cho đến 4 tháng cho một lộ trình điều trị. Tuy nhiên thì làm cầu răng sứ thì thời gian điều trị sẽ nhanh hơn, chỉ mất 2 lần hẹn. Và cái thời gian chỉ mất khoảng tầm 2 cho đến 3 ngày là chúng bác bệnh nhân có thể có chiếc răng sứ để ăn nhai. Về khả năng ăn nhai thì với chiếc răng implant của chúng ta hoàn toàn có thể ăn nhai thoải mái như răng thật mà không cần phải kiêng khem gì cả. Và hiệu quả ăn nhai của implant cũng rất tốt. Về hiệu quả ăn nhai của cầu răng sứ thì chỉ được khoảng từ 60 cho đến 70% so với răng thật. Do yêu cầu về răng sứ khi làm cầu răng thì chúng ta sẽ phải thu nhỏ hình thể của vị trí nhịp cầu. Ngoài ra là vị trí khớp cắn thì chúng ta cũng sẽ phải để non khớp hơn so với các vị trí răng thật. Khi mà chúng ta cố tình làm hình thể răng to ở vị trí nhịp cầu thì có thể dẫn tới những tình trạng viêm lợi nặng nề hơn, có thể quá tải lực ăn nhai dẫn tới hỏng chiếc răng thật của chúng ta hai bên nhanh hơn. Về tuổi thọ của chiếc răng khi mà chúng ta làm implant, đối với implant thì chúng ta không phải lo lắng về tuổi thọ của răng implant, bởi vì khi mà răng implant đã tích hợp trong xương hàm của chúng ta thì cái tuổi thọ của răng implant cũng y như răng thật. Khi mà chúng ta vệ sinh tốt thì chúng có thể tồn tại lâu dài, ổn định và bền vững theo thời gian. Tuy nhiên thì về làm cầu răng sứ thì tuổi thọ của chiếc cầu răng sứ chỉ tồn tại trung bình khoảng 10 năm cho đến 15 năm. Đấy là thời gian trung bình khi mà chúng ta thực hiện cầu răng sứ đúng chỉ định. Và thông thường khi mà chúng ta làm cầu răng sứ sai chỉ định thì tuổi thọ của chúng sẽ giảm xuống chỉ khoảng từ 5 cho đến 7 năm. Chính vì thế thì bác sĩ nha khoa luôn luôn khuyến cáo thì không nên làm cầu răng sứ. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp mà bệnh nhân không thể chồng răng implant được, đó là chống chỉ định về chồng răng implant. Vì vậy bệnh nhân sẽ phải lựa chọn phương án là làm tháo lắp hoặc là mài cầu răng sứ. Đó là một số trường hợp như bệnh nhân đang hóa xạ trị do gặp phải ca, hay là bệnh nhân có những tình trạng như là bệnh nhân suy thận nặng ảnh hưởng đến quá trình tái tạo và tái sinh xương. Điều này khiến cho chiếc răng implant của chúng ta nguy cơ cắm vào trong xương hàm, tỷ lệ thất bại rất là cao. Do đó thì các bác sĩ nha khoa đã chỉ định là chúng ta có thể là lựa chọn phương án làm cầu răng. Với những trường hợp bất đắc dĩ mà phải làm cầu răng sứ như trường hợp tôi vừa kể trên thì chúng ta cần lưu ý thật kỹ, vệ sinh thật tốt, tránh hiện tượng và các biến chứng do cầu răng sứ sinh ra. Hy vọng những thông tin mà tôi vừa nêu trên về làm cầu răng sứ sẽ giúp cho cô chú, anh chị có thể lựa chọn được phương án chồng răng cho mình một cách hợp lý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.